phở Việt Nam và phở Nhật Bản. Tôi, cho con một bát phở 30 nghìn ạ. Chị ơi, cho em một bát phở với ạ. Xin chào, chúng là gì hạt chế đây? Bát phở nhỏ xinh như thế này mà tận 70 nghìn á. Thật đúng vậy đó các bạn. Lì xì đi mua bát phở này ở Konbini cửa hàng tiện lợi với giá 378 yên đây này. Còn nếu mà muốn ăn bát phở to như của Việt Nam ở Nhật á thì chỉ có đặt ở trên app thôi. Mà giá cao quá nè, 1.400 yên là tầm 300 nghìn Việt Nam lận đấy. Thèm phở Việt Nam thì làm sao mà ăn nhiều đây.